Cái chết của Kennedy, vụ ám sát bí ẩn nhất thế kỷ 20 và những câu hỏi chưa có lời giải phần 3. Sau khi các hồ sơ cũ được giải mật bên cạnh giả thuyết Oswald ám sát John F. Kennedy theo lệnh của KBG, có giả thuyết cho rằng đây thực chất là âm mưu của chính CIA. Năm 1975, Tổng thống Garland Frost cho thành lập Ủy ban RC để điều tra về những hoạt động trái phép vào thập niên 60 của CIA ở Mỹ. Trong vụ án Tổng thống John F. Kennedy, dường như CIA cũng đóng một vai trò nào đó mà RC phải điều tra làm rõ. Tại một cuộc trao đổi của luật sư David Berlin và giám đốc CIA Richard Ham, khi được hỏi thời Ủy ban Warren có đúng là ông giữ chức vụ phó giám đốc kế hoạch, có thông tin nào liên quan đến vụ ám sát cho thấy Oswald dường như đã từng làm việc cho CIA hay không? Trang hồ sơ chỉ in đến đây thì bị ngắt đoạn, các trang sau đó không được công bố nên không biết giám đốc CIA đã trả lời như thế nào. Theo tờ Express UK, việc cắt ngang giữa chừng trong hồ sơ mật là điều rất đáng ngờ. Nhiều người theo thuyết âm mưu CIA đã ám sát John F. Kennedy tin rằng sự che giấu này nói là giải mật nhưng hồ sơ đã bị chỉnh đốn. CIA chính là thế lực ngầm dùng Oswald để khử Tổng thống Kennedy cũng như từng âm mưu ám sát Chủ tịch Cuba Fidel Castro không dưới một lần từ năm 1960 đến 1963. Những người này cũng tin chắc rằng Oswald đã bị Jack Ruby bắn chết 2 ngày sau là một kiểu giết người diệt khẩu nằm trong kế hoạch đã được định sẵn của CIA. Còn có một thuyết âm mưu nổi tiếng khác lý giải cái chết bí ẩn của Tổng thống Kennedy là vai trò liên quan đến Phó Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson. Tất cả đều biết rằng ông Johnson trở thành Tổng thống kế nhiệm sau khi Kennedy qua đời. Một số người tin rằng Johnson đã lên kế hoạch ám sát John F. Kennedy để lên nắm chính quyền vì sợ bị cách chức. Trong cuốn hồi ký của thư ký riêng của Tổng thống Kennedy, Evelyn Lincoln hé lộ, Kennedy đã từng đề cập đến việc thay thế vị trí Phó Tổng thống Mỹ của Johnson. Cũng có nhiều người cho rằng vụ ám sát John F. Kennedy chấn động nước Mỹ và thế giới là do bàn tay của mafia gây ra. Tổ chức tội phạm này có nhiều động cơ, nhất là khi em trai John F. Kennedy, Robert Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, thực hiện chiến dịch càn quét mafia mạnh mẽ. Ông Robert Kennedy sau đó cũng bị ám sát vào năm 1968. Theo BBC, tính đến năm 2017, có khoảng 88% số hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy đã được công bố, 11% đã giải mật và chỉ còn 1% trong vòng bí mật. Tuy nhiên, 1% trong số 5 triệu hồ sơ là con số không hề nhỏ và có thể chứa đựng toàn bộ sự thật. Điều đáng ngờ là Tổng thống Donald Trump đã lưu ý các cơ quan hành pháp về việc một số tài liệu cần phải được giữ kín vì vẫn có những thông tin nhạy cảm. Trước vụ ám sát khoảng 10 ngày, Robert Ciro, người có mặt tại một quán bar ở New Orleans, Los Angeles, nghe thấy đã có một người đặt cược 100 USD với cam đoan ông Kennedy sẽ chết trong vòng 3 tuần. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mật vụ Mỹ sau đó, Robert Ciro cho biết khi đó ông say rượu nên không thể nhớ tên, ngoại hình của người đặt cược hay tên của quán bar. Vào ngày định mệnh 22 tháng 11 năm 1963, lúc 19 giờ 5 phút giờ GMT, tức 12 giờ 5 phút giờ Washington, một phóng viên của tờ Cambridge News Anh đã nhận được cuộc gọi bí ẩn. Trong báo cáo mà phó giám đốc FBI James Anton gửi tới giám đốc FBI G. Edward Hoover có đoạn viết, người gọi tới chỉ nói với phóng viên Cambridge News rằng nên gọi điện cho Đại sứ quán Mỹ ở London để có tin quan trọng rồi cúp máy. Sau khi nghe tin tức về cái chết của Tổng thống Mỹ lan nhanh, phóng viên trên đã báo cáo với cảnh sát Cambridge về cuộc gọi nạc danh. Cảnh sát đã thông báo với Cục Tình báo MI5 của Anh. Điều quan trọng là theo tính toán của MI5, cuộc gọi được thực hiện 25 phút trước khi Kennedy bị bắn chết. Người phóng viên của Cambridge News chưa từng nhận bất kỳ cuộc gọi nào tương tự và MI5 xác nhận phóng viên này là một người tỉnh táo, trung thành và có lý lịch trong sạch. Ngoài ra, xung quanh vụ ám sát Kennedy còn có những cái chết vô cùng bí ẩn. Ngày 3 tháng 12 năm 1963, Mitchell Crawford, người chỉ huy đội tiêu binh danh dự trong đám tang John F. Kennedy qua đời một cách đột ngột chỉ sau tang lễ của vị tổng thống 7 ngày. 9 ngày sau đó, toàn bộ tài sản của ông Mitchell Crawford cũng bị thiêu rụi một cách đáng ngờ. Nhiều thông tin cho biết, đội tiêu binh danh dự đã tập dượt những nghi thức của một tang lễ dành cho tổng thống trước vụ ám sát Kennedy chỉ 3 ngày. Tháng 2 năm 1964, Eddie Benavides qua đời. Eddie Benavides là anh trai của Domingo Benavides, người đã chứng kiến cái chết của viên cảnh sát J.D. Tippit vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Domingo từng khẳng định cái chết của sĩ quan Tippit không phải là do Oswald gây ra trên đường tàu thoát mà do ai đó đã bắn nhầm. Ngày 8 tháng 11 năm 1965, nữ phóng viên Dorothy Killagan bị phát hiện đã chết vì dùng quá liều thuốc trong căn hộ ở Manhattan, Mỹ. Cái chết của Killagan xảy ra chỉ vài tuần trước khi cô định tới New Orleans để gặp một nguồn tin bí mật liên quan tới cuộc điều tra kéo dài 18 tháng mà cô đang thực hiện về vụ ám sát John F. Kennedy để viết thành sách. Mark Shaw, tác giả cuốn sách The Reporter Who Knew Too Much, người phóng viên đã biết quá nhiều, đã kêu gọi điều tra đầy đủ về cái chết của Killagan. Ông cho rằng cái chết của cô là do bị giết và bị che đậy. Theo Mark Shaw, nghi can gồm cả giám đốc FBI Edward Hoover, bố già mafia Don Carlo Marcello
và một người đàn ông bí ẩn có thể đã bịt miệng cô. Chính vì vô số câu hỏi xung quanh vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, người dân nước Mỹ vẫn luôn tin rằng kẻ giết Kennedy không đơn giản chỉ là một nghi phạm Lee Harvey Oswald mà là một tổ chức đứng đằng sau chỉ đạo. Cho đến nay, đây vẫn là vụ ám sát bí ẩn nhất thế kỷ 20, mãi mãi không có lời giải đáp thỏa đáng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.